Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp từ trang CoinMarketCap. Các bạn có thể nhận được ba token là ba cơ rồi. Thì token ba cơ này là một cái coin sàn của ba cơ Swap các bạn. Hiện tại token này list rất là nhiều sàn như là sàn PancakeSwap, Binance, sàn Raytheon này các bạn. List rất là nhiều sàn lắm. Thì chương trình airdrop này nó chỉ random cho 1.000 người may mắn các bạn. Thì airdrop này còn 6 ngày nữa sẽ công bố các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả. Thứ nhất mình các bạn đăng ký một cái tài khoản trên coinmarketcap.com nhé. Sau khi có tài khoản trên coinmarketcap.com thì các bạn vào link sự kiện thứ hai các bạn login vào các bạn. Cho bao gạch bạn login các bạn. Sau khi login vào xong thì các bạn bấm theo dõi airdrop nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm add to wallet nè. Nhiệm vụ thứ hai các bạn join vào kênh Telegram đó nè. Hiện dáng nha chanh CoinMarketCap thì rất là nhiều người bạn của mình đã may mắn các bạn. Còn mình thì bị xịt hoài các bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn follow tại Twitter nữa. Rồi trên Twitter thì bạn theo dõi nè. Đây là một coi sàn các loại tiềm năng các bạn bắt thông báo luôn các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt up lên nè. Các bạn vào đây các bạn retweet bot để mình copy ba người bạn. Rồi các bạn vô đây các bạn retweet cái bài dự án đó các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cái tweet nè. Bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi bạn tweet lên nè. Sau khi tweet lên xong các bạn bắt up lên nè. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn copy địa chỉ với BNB sở mã chain best 20 như mình nha các bạn. Các bạn sao chép lại nè. Tập cần ba cơ này khả năng tăng cao rất là ngon các bạn. Khả năng tăng trưởng. Rồi ta sẽ dán ra. Rồi tiếp tục các bạn dán địa chỉ BNB Smart Chain của mình vào đây nè. Tiếp tục các bạn điền là username tại Twitter các bạn đã follow nè. Cộng winvnh9. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram của các bạn đã xôn xao nè. Tiếp tục các bạn gửi lên cái link retweet bot nè. Thì bạn mở tại Twitter của các bạn ra các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba gạch cùng, các bạn chia sẻ cái bài tweet nè. Rồi các bạn sẽ chép bài ba cơ nè. Rồi các bạn dán vô đây nè. Rồi các bạn bấm mở ra nè các bạn. Bấm mở ra nè các bạn. Các bạn bấm theo dõi airdrop nè các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình airdrop nhận ba token ba cơ. Tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 50 token có hiệu là CIA nè. Cũng từ trang CoinMarketCap nha các bạn. Thì chương trình airdrop này nó cũng còn phá văn các bạn. Thì chương trình airdrop này cũng còn 5 ngày nữa kết thúc các bạn. Thì các bạn cũng đăng ký một cái tài khoản trên CoinMarketCap và các bạn login vào dự án các bạn. Rồi bấm vào tham gia airdrop. Rồi các bạn bấm tiếp tục up to wallet nè. Rồi nhiệm vụ thì cũng tương tự như dự án đầu tiên thôi các bạn. Các bạn join kênh Telegram nè. Những dự án thế này thì các bạn cần phải có độ may mắn nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter các bạn theo dõi nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn test like bài này cũng được nè các bạn. Các bạn like nè. Các bạn tweet lên nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục thì các bạn cũng dùng địa chỉ với BNB Smart Chain trên di chúc wallet của mình nha các bạn. Bạn sao chép nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Nó cũng tương tự như bài đầu tiên rồi các bạn. Dự án đầu tiên. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter các bạn đã follow dự án VNH9. Tiếp tục bạn điền username tất cả các bạn đã xôn xao nè. Những dự án thế này thì làm hôm mai thì các bạn cứ làm chơi nè mà. Tiếp tục các bạn gửi một link retweet cái bài đăng nè. Thì bạn mở tại Twitter lại nè. Các bạn làm hoài thì chắc chắn thì sẽ được thôi. Best video các bạn các bạn đã tweet đâu ta. Rồi các bạn sao chép này các bạn. Chia sẻ bài này nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn dán vào đây nè. Rồi bạn cũng bấm mở ra nè các bạn. Bấm mở ra nè. Rồi các bạn bấm vào show này đắp nè. Để bạn qua dịch qua tiếng Việt mới được. Qua tiếng Anh mới được. Rồi các bạn bấm vào show này đắp nè. Xong. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình airdrop nhận 50 token CIA đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.